Em Kiều xin gửi một lời chào và lời chúc đến toàn thể quý anh chị và các bạn nhé. Em rất cảm ơn quý anh chị và các bạn là trong tuần vừa rồi đã có rất nhiều khách hàng ủng hộ cho sàn ô tô bên anh em những cái sản phẩm siêu lướt và lướt, những cái chiếc ô tô ưng ý để đi cho gia đình trải nghiệm. Và hôm nay ngày cuối tuần rồi thì quý anh chị và các bạn đã có những cái lựa chọn gì cho gia đình mình chưa? Thì quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe ô tô cũ thì ngày hôm nay em lại có những cái sản phẩm mới về tiếp theo gửi đến quý anh chị và các bạn nhé. Thì cửa hàng em thì đa dạng cái chủng loại xe từ khoảng 2 tỷ đến quay về khoảng 300 triệu thì rất nhiều sự lựa chọn. Thì nếu mà quý anh chị là quan tâm đến những sản phẩm nào thì có thể liên hệ em ngay ở trên số hotline ở trên màn hình nhé. Em có thể tư vấn và có những cái lựa chọn hợp lý để cho quý anh chị cùng trải nghiệm. Đi vào chủ đề chính ngày hôm nay thì em đang có một chiếc xe của Toyota trong tầm giá loanh quanh 700 triệu. Đó là chiếc Toyota Corolla Altis sản xuất là 2019. Phiên bản máy 1.8G, màu gam màu lâu, nội thất kem. Xe đăng ký tên tư nhân một trụ từ mới và lăn bánh được 1.9 km. Với cái giá thì lát cuối video em sẽ có một giá tốt nhất ở cuối cùng. Thì hãy đi cùng em về chiếc Toyota Altis mới về cửa hàng xem nó có mới, có đáng đồng tiền quý anh chị bỏ ra không nhé. Thì chiếc Toyota Corolla Altis này em mới về đây, quý anh chị để ý cho em cái phần, em sẽ đi từ phần ngoài vào trước, ngoài xe, nội thất và máy. Thì phần ngoài xe, tất cả những cái lớp sơn si cũng như là chất lượng xe bên em đã check. Thì xe mang cái lượng sơn si zin còn đến 95-97% cơ. Rất là mới ạ. Chủ xe đi khá là giữ gìn nên là từ vỏ ngoài đến nội thất mọi cái đã được chỉnh chu và đảm bảo cho quý anh chị mua về sử dụng an tâm. Chỉ việc đổ xăng thay dầu là chạy thôi. Tiếp đến là chiếc trang bị bên ngoài của Corolla Altis cũng nói chung là nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì người ta gọi là hiện đại thì hại điện, thì con này không hiện đại lắm thì đương nhiên là nó sẽ không hại điện rồi. Phía sau xe thì trang bị được hai cảm biến lùi an toàn và tiếp đó là cái cam lùi theo xe. Phần khoang hành lý khá là rộng rãi để cho quý anh chị thoải mái và đựng đồ nhá. Khoang hành lý đây. Tiếp đến là phần nốp sơ cua và những cái phụ kiện đi kèm. Đó là những cái nguyên bản theo xe thì vẫn được giữ nguyên bởi chủ cũ nhá. Rất là mới ạ. Em sẽ quay qua một chút về phần chất lượng xe. Thì tất cả những cái phần quý anh chị để ý cho em này, phần nhựa này. Phần nhựa xe nhá. Không có một vết xước nào cả. Rất là giữ gìn. Tiếp đến là phần những cái dập lội, đinh tán dập lội theo xe vẫn là nguyên bản nhé. Những con ốc cốp vẫn zin, keo chỉ còn nguyên bản. Thì tất cả những cái chất lượng xe này thì bên em đều cam kết cho quý anh chị và có bảo hành sau khi bán xe. Thế nên là quý anh chị cứ yên tâm về chất lượng xe đi. Ở Toyota Altis thì trang bị cho quý anh chị bộ mâm hợp kim 16 inch và được trang bị thêm, chủ cũ đã trang bị thêm cảm biến áp suất lốp, rất là tiện đúng không, cảm biến áp suất lốp này. Và bốn bánh của xe đều trang bị phanh ABS an toàn. Dung tích của xe khi kết hợp thì nó chỉ rơi vào khoảng hơn 6 lít thôi, khá là tiết kiệm cho một chiếc xe sedan hạng C. Đi vào phần khoang nội thất thì em sẽ đi từ phần tắp đi cửa vào nhé. Tắp đi cửa rất là mới và không có một chút nào gọi là vết xước sát nào cả. Chủ xe đi rất giữ gìn. Từ những cái lẹp bước chân thì đã được bọc lại, chống xước. Nội thất da nguyên bản theo xe với chất xe vạn chín. Nội thất da gam màu kem tạo cho chiếc xe khoảng không gian sáng, rộng, đẹp và sang. Ngồi sau hàng ghế của Altis này, quý anh chị cảm nhận được sự thoải mái nhất định. Đấy, đến và cùng trải nghiệm đi, xem đúng như lời em nói không. Thì ở phần khoang lái thì cũng trang bị cho anh chị một vài tính năng cơ bản nhưng mà khá hữu ích để cho mọi người cùng sử dụng nhé. Thì tất cả như là gương thì đã là gương chỉnh điện rồi, có cảm biến va chạm và cân bằng điện tử.
ghế lái chỉnh điện 8 hướng, kết hợp phần bơm hơi ở lưng tạo cảm giác thoải mái khi ngồi. Phần vô lăng cần số thì rất là mới. Quý anh chị cùng theo dõi cái những cái chi tiết em quay để có thể là trải nghiệm nhé. Còn nếu mà anh chị nào mà cần những cái video là còn thực tế hơn thì em sẽ gửi cho quý anh chị các bạn ngay khi anh chị kết bạn Zalo em trên số điện thoại em ghi trên màn hình, em sẽ gửi chi tiết. Chiếc xe này thì chủ cũ đã trang bị thêm một cái màn hình Android tiện ích, cũng khá nhiều tính năng hay để cho quý anh chị trải nghiệm, cũng như kết hợp cái camera hành trình ở theo cái màn hình Android này. Thì nếu mà sử dụng, quý anh chị có thể vào phần vệ sĩ lái xe để có thể là biết được thêm cái hành trình đường đi của mình, rất là hay. Đi tiếp về phần máy một chút thì em sẽ quay qua cho quý anh chị cái khoang máy để làm sao quý anh chị cảm nhận được cái chất xe và độ mới nhé. Đây, xe của quý anh chị, phần giằng đầu, ốc giằng đầu nguyên bản. Phần đèn pha cũng chưa có hề có động chạm nhé, vẫn còn nguyên nhé, không có keo dính vào ốc cao su chân máy. Đấy, tất cả những cái đầu ống két nước vẫn còn nguyên dấu sơn của nhà máy này. Ắc quy hoạt động bình thường và chưa lần nào thay thế. Xe thì em vẫn để mộc mạc nguyên những gì mà chủ cũ người ta đã sử dụng để lại, thì em cũng chưa dọn dẹp gì cả, rất là an tâm về chất lượng rồi. Tất cả những cái như là con ốc của cabo, rồi là những cái dập khuôn theo từ nhà máy sản xuất đi ra, nó đều theo xe và nguyên bản, chưa có một chút động chạm bên ngoài nào cả. Thì như em đã nói, bên em khi bán xe vẫn còn bảo hành cho quý anh chị là 6 tháng hoặc 10.000 km về những gì mà đã cam kết, như là máy móc hộp số nguyên bản, không đâm đụng ngập nước, pháp giấy tờ pháp lý đầy đủ. Thì đó là những gì mà em muốn giới thiệu đến cho quý anh chị và bạn biết về một chiếc Cora Atit mới về đến cửa hàng. Thì nếu anh chị quan tâm, hãy liên hệ ngay theo số điện thoại em ghi trên màn hình, hoặc đến với địa chỉ là 86 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe thực tế. Thì em rất cảm ơn những mọi người đã xem đến thời điểm này, và em xin báo giá chiếc xe này, đó là 715 triệu và có thương lượng thực tế khi xem ra tại cửa hàng nhé. Thì kết thúc video, em xin gửi lời chào, lời chúc đến toàn thể quý anh chị và bạn. Em mong được sự đóng góp ý kiến của mọi người để em có những cái video tốt hơn, và cũng như là mọi người có những cái sự trải nghiệm tốt hơn về những video tiếp theo của em. Em xin chào mọi người ạ.